Cùng tất cả các bác đã quay trở lại kênh Xe Đạp Thể Thao An Tâm. Và video của em ngày hôm nay là một video vô cùng đặc biệt, bởi vì ngày hôm nay em sẽ tiến hành review và báo giá nhanh đến các bác những cái mẫu xe đạp thể thao có phân khúc giá từ 10 triệu đồng trở xuống, để cho bác nào đang có nhu cầu muốn mua xe đạp đi tập thể dục thể thao hàng ngày ở trong phân khúc giá đó, hãy qua video của em tham khảo và lựa chọn cho mình được những cái bản xe mà bác yêu thích nhất, những bản xe mà bác ưng ý nhất ạ. Và mẫu xe đầu tiên trong video của em ngày hôm nay là một bản xe đạp Touring rất là đẹp. Bản này có phân khúc giá chỉ có 3,2 triệu thôi, mang tên là Facilo FT 700S các nhé. Bản này cấu hình sẽ là khung sườn và phụ đằng trước được làm hoàn toàn từ hợp kim thiết. Đó, pô tăng ni lông và vành sẽ được làm từ hợp kim nhôm cao cấp. Vành phanh trước phanh sau sẽ sử dụng là phanh đĩa cơ. Bộ chuyển động là 2 mức tốc độ là 3 đĩa trước và 7 tầng lip ở phía đằng sau. Bản này chạy bộ chuyển động của nhà Xuyên Minh, giá là 3,2 triệu, đang có đủ 5 màu các lựa chọn. Màu em đang giới thiệu đây đó là màu trắng đỏ, ngoài ra thì có màu ghi đen, ghi sáng và màu xanh, màu lạc rất là đẹp luôn. Và mẫu xe thứ hai đó là bảng Facilo FR 700S. Facilo FR 700S này thì cấu hình cũng giống bảng FT 700S thôi, nó chỉ khác nhau một bảng sẽ là touring tay ngang và một bảng sẽ là xe đạp đua tay cong. Cấu hình vẫn là khung sườn và cột đằng trước làm từ hợp kim thép, pô tăng ni lông và vành và cọc yên được làm từ hợp kim nhôm. Bộ chuyển động vẫn là 2 mức tốc độ, giá vẫn là 3,2 triệu, đang có 5 màu đó là xanh đổi màu này, ghi đen, ghi sáng, trắng đen đỏ và trắng đỏ quá nhá. Tiếp theo đó là mẫu xe quốc dân Facilo 828 đây ạ. Bản này báo giá luôn 4,3 triệu miễn phí ship. Về cấu hình bản này sẽ là khung sườn này, pô tăng ni lông và vành được làm từ hợp kim nhôm cao cấp, phuộc trước là phuộc đơ được đến từ thương hiệu Facilo. Phanh trước phanh sau sẽ sử dụng là phanh đĩa cơ, bộ chuyển động sẽ là 2 mức tốc độ. Bản này chạy bộ chuyển động của Shimano Touring TZ, bao gồm là bộ đề số, chuyển đĩa, chuyển nít, giá là 4,3 triệu, đang có 4 màu cho bác lựa chọn. Màu trên video của em đây đó là màu xanh đổi màu, ngoài ra thì có màu trắng này và có cả màu đen và có cả màu ghi vàng bác nhé. Đó, 4 màu bác lựa chọn luôn, giá là 4,3 triệu. Tiếp theo với phân khúc giá 4,3 triệu, các bác có thể lựa chọn cho em bản Facilo 818. Cái cấu hình của Facilo 818 với 828 thì nó cũng giống nhau, nó chỉ khác nhau một bản xe là touring tay ngang và một bản sẽ là xe đạp đua tay cong. Bản này hiện tại cũng đang có đủ màu các lựa chọn nhá, 4,3 triệu. Và tiếp tục đó là mẫu xe Facilo 838, một bản xe touring rất là đẹp. Đây, cấu hình của bản này sẽ là khung sườn này, pô tăng ni lông và vành cũng được làm từ hợp kim nhôm cao cấp và phổ đằng trước là phổ đơ đến từ thương hiệu Facilo. Bản này thì sử dụng phanh là phanh bóc vành, một bản phanh rất là cao cấp luôn, cả phanh trước phanh sau đều sử dụng là phanh bóc vành luôn đó ạ. Phanh bóc vành thì có rất nhiều ưu điểm, đó là độ chính xác cao, bền bỉ, hỏng hóc, sửa chữa bảo dưỡng chi phí cực kỳ là rẻ luôn. Bộ chuyển động thì chạy 3 món của Shimano Touring TZ, bao gồm là bộ đề số, chuyển đĩa, chuyển nít và sẽ là 3 đĩa 7 lít ở phía đằng sau, giá là 4,3 triệu, đang có 3 màu có lựa chọn đó ạ. Và ở phân khúc giá 4,450,000 này thì em đang có một bản xe đạp tay cong nữa, đó là Facilo 848. Facilo 838 và 848 cấu hình giống nhau, giá tiền bằng nhau các bác nha. Và tiếp tục đó là một mẫu xe touring, mẫu mới của năm 2024, ở phân khúc giá chỉ có 5,6 triệu thôi. Bản này được mang tên là Lite TX100 đây, cấu hình rất là cao cấp luôn. Bản này cấu hình sẽ là khung sườn nhôm không mối hàn, dây điện yêm toàn bộ ở trong khung đã rất là gọn gàng rồi. Cổ lái pô tăng ni lông sẽ được làm từ hợp kim nhôm đến từ thương hiệu Lai. Đó, bản này chạy bộ chuyển động của nhà Shimano Touring TZ, bao gồm bộ đề số, chuyển đĩa, chuyển nít đó ạ. Bộ chuyển động sẽ là 3 đĩa trước và 7 tầng nít ở phía đằng sau. Phanh trước phanh sau của Lite TX100 sử dụng là phanh đĩa cơ. Bản này đang có 4 màu các lựa chọn. Màu trên video đây đó là màu trắng, ngoài ra có màu bạc này, có màu xanh lá và cả màu xanh than, màu lạc rất là đẹp luôn các nha. Và tiếp tục đó là mẫu xe Lite FCG22, đó một bản xe touring cũng rất là đẹp. Bản này giá 5,8 triệu, đang có một chiếc duy nhất, một màu là màu trắng đây các nhá. Về cấu hình của bản này sẽ là khung sườn nhôm mối hàn, bản này có mối hàn, sử dụng mối hàn về cá rất là đẹp, rất là tỉ mỉ, rất là sắc nét luôn nữa. Pô tăng ni lông và cổ lái sẽ được làm từ hợp kim nhôm đến từ thương hiệu Lan và bản này sử dụng bộ đè ấn xả nhé. Bộ chuyển động thì cũng bao gồm là 3 đĩa trước và 7 tầng nhíp ở phía đằng sau. Bộ đề số này, chuyển đĩa và chuyển nhíp được đến từ Shimano. Đó, vành nhôm hai lớp chính hãng đến từ thương hiệu Lai. Đùi đĩa được làm từ nhôm đến từ Powder Wheel, giá là 5,8 triệu bao ship luôn ạ. Tiếp theo đó là bảng xe đạp đua rất là đẹp, mang tên là Lite Sala đây. Lite Sala này hiện tại em đang có size M và đang có đủ 4 màu có lựa chọn, đó là màu trắng cam này, màu đất sét này, màu đen và màu xanh. Cái cấu hình của Lite Sala này sẽ là khung sườn nhôm không mối hàn, dây được đi toàn bộ trong khung đã rất là gọn gàng rồi. Cổ lái pô tăng ni lông được làm từ hợp kim nhôm cao cấp. Bản này bộ chuyển động sẽ là 2 đĩa và 7 đít sau.
bộ đề số chuyển đĩa chuyển đít 3 món của nhà Shimano Toulay TZ đó ạ. Và đang có size 48, các bác có chiều cao từ 1m58 đi rất là đẹp luôn. Bản này giá chỉ có 5 triệu 2 thôi các nha. Và tiếp theo đó là Line Super 33 đây ạ. Line Super 33 này thì hiện tại em đang có size nhỏ nhá. Bản này size nhỏ thì các bác có chiều cao từ 1m55 có thể đi rất là đẹp rồi. Cái cấu hình của bản này sẽ là khung sườn nhôm mối hàn vảy cá rất là đẹp luôn. Đó, pô tăng ni đông cũng làm từ hợp kim nhôm, bản này cũng có trang bị thanh phụ nha. Bộ đè péo và phanh trước phanh sau sử dụng bằng phanh rất là cao cấp, đó là phanh bóc vành đây ạ. Bộ chuyển động thì sẽ bao gồm đó là 2 đĩa trước và 7 tầng nít ở phía đằng sau. Bộ đè số chuyển đĩa chuyển nít sẽ được đến từ Shimano và đùi được làm từ nhôm đến từ Prodview đây ạ. Ta có hai màu có lựa chọn, đó là màu lông trắng và có cả màu xanh đen, màu nào cũng rất là đẹp luôn. Và tiếp tục là mẫu xe Line City 2 nhé, một mẫu xe touring rất là đẹp. Bản này giá 7 triệu 2. Đó, cấu hình bản này sẽ là khung sườn nhôm không mối hàn. Ta đi toàn bộ trong khung rồi, cổ lái pô tăng ni đông được làm từ hợp kim nhôm cao cấp. Bộ đè số được đến từ Shimano và phanh nhé, hợp tay phanh được làm từ hợp kim nhôm cao cấp cũng được đến từ Shimano. Phanh trước và phanh sau của Line City 2 này sử dụng một bản phanh rất là cao cấp, đó là phanh đĩa phủ dầu được đến từ Shimano MT200 đó ạ. Bộ chuyển động thì sẽ bao gồm đó là 3 đĩa trước và 8 tầng đĩa ở phía đằng sau. Bộ đề số chuyển đĩa chuyển nít sẽ được đến từ Shimano Antus, bộ chuyển động rất là cao cấp luôn. Và đây hiện tại đang có size là size 19 tương đương với size 48 và đang có đủ 4 màu cho các lựa chọn. Màu trên video này đó là màu xanh, ngoài ra có màu đen, màu trắng, đỏ và cả màu ghi nữa, màu lạc cũng rất là đẹp luôn. Giá là 7 triệu 2 các bác nha. Và tiếp tục là một mẫu xe đạp đua rất là mới của năm 2024, giá 7 triệu rưỡi. Nhưng mà cấu hình rất là ngon luôn, bản này nhá, 7 triệu rưỡi thì đã trang bị tay đại lắc rồi ạ. Đã sử dụng tay đại lắc được tích hợp cùng phanh, mà phanh sử dụng bản phanh rất là cao cấp, đó là phanh bóc vành đây. Đó, bản xe đó được mang tên là Line RX250 đây. Cái cấu hình của Line RX250 sẽ là khung sườn nhôm không mối hàn, dây điêm toàn bộ trong khung rồi. Cổ lái pô tăng ni đông được làm từ hợp kim nhôm, bộ đè trang bị bộ đại lắc được tích hợp cùng phanh đây ạ. Và vành nhôm hai lớp chính hãng đến từ thương hiệu Line, có trang bị cho các bác là trục thắng nhanh ở cả bánh nhanh trước và bánh nhanh sau rồi. Bộ chuyển động thì sẽ bao gồm đó là 2 đĩa trước và 7 tầng nít ở phía đằng sau. Bộ đề số chuyển đĩa chuyển nít được đến từ Shimano Toulay, bộ chuyển động rất là cao cấp luôn. Đùi đĩa làm từ nhôm đến từ thương hiệu Line, đang có hai màu cho các bác lựa chọn, đó là màu ghi đen, ngoài ra còn có màu xanh 81, màu lạc cũng rất là đẹp luôn. Giá 7 triệu rưỡi các bác nha. Tiếp tục là một mẫu xe đạp đua rất đẹp luôn, mang tên là Line đây ạ. Line này thì hiện tại em cũng đã có đủ 4 màu cho các bác lựa chọn rồi. Bản này cấu hình sẽ là full nhôm, trọng lượng xe cực kỳ là nhẹ, chỉ có 10,5kg thôi. Bao gồm đó là khung sườn, pô tăng ni đông và vành và cọc yên được làm hoàn toàn từ hợp kim nhôm. Đó, dây bản này nhất dây cũng yêm toàn bộ trong khung rất là gọn gàng rồi. Pô tăng ni đông cũng được làm từ hợp kim nhôm và bộ đè sẽ sử dụng vào bộ đè lắc được tích hợp cùng phanh đây ạ. Và phanh thì sử dụng một bản phanh rất là cao cấp, đó là phanh bóc vành đây. Đó, cả phanh trước phanh sau đều sử dụng phanh bóc vành thuộc đơ được làm từ hợp kim nhôm đến từ thương hiệu Line. Vành nhôm hai lớp chính hãng đến từ thương hiệu Line và bộ chuyển động sẽ là 2 đĩa 11 tầng nít thả phía đằng sau. Line thì sẽ chạy bộ chuyển động của Senza mọi người nhé, chạy bộ chuyển động của nhà Senza rất là cao cấp từ đó. Đùm trước đùm sau đều đùm nhôm được đến từ nhà Lovatec, bi đã được bạc đạn rồi. Và này đang có 4 màu, đó là màu xanh cam, màu xanh ghi và có cả màu trắng đỏ, màu đen đỏ, màu lạc rất là đẹp luôn. Giá 10 triệu miễn phí ship ạ. Đó. Và tiếp tục mẫu xe cuối cùng đó là mẫu xe touring tay ngang rất là đẹp được đến từ thương hiệu Line, mẫu mới của năm 2024 đây, mang tên là Line TX600 mọi người nha. Cái bản này cấu hình sẽ là full nhôm nhưng chất liệu nhôm rất là cao cấp, đó là sử dụng nhôm 6061 đó. Dây được đi toàn bộ trong khung rồi, cổ lái pô tăng ni đông cũng được làm từ hợp kim nhôm cao cấp. Bộ đề số của này được đến từ Shimano Alivio đó, tay xanh nhé, được làm từ hợp kim nhôm cao cấp và cũng được đến từ thương hiệu Shimano đây ạ. Phanh trước phanh sau của mẫu xe Line TX600 này sử dụng một loại phanh rất là cao cấp, đó là phanh của Shimano MT200 đó. Và Mayer trước của bản này sẽ sử dụng là Mayer phát điện được đến từ nhà Happy Sun. Mayer phát điện được kết nối với chiếc đèn như này, khi các bác di chuyển đèn sẽ tự động sáng đây ạ. Và có trang bị trục thắng nhanh ở bánh đằng trước rồi. Về bộ chuyển động của bản này sẽ bao gồm đó là 3 đĩa trước này và 10 tầng nít ở phía đằng sau. Chuyển đĩa chuyển nít được đến từ Shimano Antus, đùm trước đùm sau đều đùm nhôm, chạy bi bạc đạn. Và hiện tại thì mẫu này đang có size 46, các bác có chiều cao từ 1m55 trở lên đi rất là đẹp và cũng đang có đủ 4 màu các lựa chọn. Màu em đang giới thiệu đây đó là màu ghi đen, ngoài ra em còn có màu xám chì này, màu bạc, cả màu xanh bị bảo lớp màu làm rất là đẹp luôn. Đó, và video của em vừa rồi cũng khá là dài, em đã giới thiệu về cấu hình như báo giá cho bác tất cả những xe đạp có phân khúc giá từ 10 triệu đồng trở xuống rồi. Bác nào
một trong những cái mẫu xe mà em vừa giới thiệu đây. Đặt hàng hoặc cần được tư vấn về xe, các liên hệ trực tiếp với em số điện thoại luôn để góc phải màn hình, số đó của em có Zalo thì sẽ được các bạn tư vấn viên với em, tư vấn các một cách nhiệt tình nhanh chóng, sẽ giúp các bác có thể lựa chọn ra cho mình được những cái bảng xe mà các ưng ý nhất, giúp các lựa chọn ra mình được những cái size số nó phù hợp với chiều cao và lựa chọn cho mình được những cái màu sắc mà các bác yêu thích nhất ạ. Và các bác đã xem đến đây rồi nhé, yêu quý em, yêu quý kênh, hãy cho em xin lượt tim, lượt like và bác nào chưa đăng ký kênh cho em xin một lượt đăng ký kênh ạ. Chào tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chào tất cả các bác ạ.